Theo đó, cơ quan này sẽ là một phòng thông tin do thanh tra sở trực trong giờ hành chính, tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, thông tin tiêu cực liên quan đến du khách. Ngoài ra còn có hai đường dây nóng trực 24/24 giờ. Cán bộ phụ trách đường dây nóng sẽ tiếp nhận các phản ánh của du khách, nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để có biện pháp xử lý kịp thời, giải quyết vụ việc. Theo đánh giá của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, mặc dù thành phố đã có nhiều cố gắng ra quân kiểm tra xử lý tại các điểm du lịch, song các hiện tượng tiêu cực như đeo bám, chặt chém, lừa đảo du khách vẫn chưa được khắc phục. Trước đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách. Trong đó thiết lập đường dây nóng tiếp nhận những thông tin phản ánh, khiếu nại của du khách.